Chào mừng các em đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô tên là Phạm Thị Kim Ngọc. Bài học ngày hôm nay cô giới thiệu cho các em đó chính là bài Bất phương trình, một ẩn. Bài học này gồm những nội dung như sau. Phần thứ nhất là thế nào là bất phương trình một ẩn. Phần thứ hai, các em sẽ được tìm hiểu về tập nghiệm của bất phương trình một ẩn. Phần thứ ba, các em sẽ được tìm hiểu thế nào là bất phương trình tương đương. Bây giờ cô và các em cùng đi vào phần một nhỏ. Nội dung một nhỏ như sau. Đĩa cân bên phải có khối lượng là 7 kg. Đĩa cân bên trái có khối lượng là 4 kg. Có 4 quả cân với khối lượng lần lượt là 1 kg, 2 kg, 3 kg và 4 kg. Đề bài yêu cầu các em là hãy chọn một cái quả cân có khối lượng thích hợp đặt vào cái đĩa cân bên trái, sao cho khối lượng của đĩa cân bên phải vẫn lớn hơn khối lượng của đĩa cân bên trái. Nội dung bài giải như sau. Gọi x là khối lượng của quả cân cần chọn. Như vậy theo đề các em phải có là x cộng 4 bé hơn 7. Hệ thức nêu trên được gọi là bất phương trình một ẩn. Khi thay x bằng 1 vào bất phương trình thì các em sẽ có được 1 cộng 4 bé hơn 7. Thì đây là một khẳng định đúng. Do đó các em nói 1 hay giá trị x bằng 1 chính là nghiệm của bất phương trình. Khi thay x bằng 4 vào bất phương trình, các em sẽ có được là 4 cộng 4 bé hơn 7. Đây là một khẳng định sai. Như vậy các em sẽ nói là 4 hay giá trị x bằng 4 không phải là nghiệm của bất phương trình. Chúng ta sang ví dụ thứ hai. Nội dung ví dụ như sau. Cho bất phương trình với ẩn số x là 2x trừ 1 lớn hơn 3. Trong đó 2x trừ 1 chính là phế trái của bất phương trình. 3 là phế phải của bất phương trình. Vì 2 nhân 4 trừ 1 lớn hơn 3 là đúng. Cho nên các em kết luận x bằng 4 là một nghiệm của bất phương trình. 2 nhân 1 trừ 1 lớn hơn 3 là sai. Cho nên các em kết luận x bằng 1 không là nghiệm của bất phương trình. Chúng ta đi vào phần 2 nhỏ, tập nghiệm. Nội dung 2 nhỏ như sau. Tập hợp tất cả các nghiệm của một bất phương trình được gọi là tập nghiệm của bất phương trình đó. Việc giải một bất phương trình chính là chúng ta đi tìm tất cả các nghiệm của nó. Ví dụ, bất phương trình x bé hơn hoặc bằng 5 có tập nghiệm là những giá trị x sao cho x bé hơn hoặc bằng 5. Và tập nghiệm này được biểu diễn trên trục số như sau. Các em quan sát trục số. Vì số 5 là số dương cho nên nó sẽ nằm ở bên tay phải của điểm 0. Ở đây trên trục số chúng ta sẽ gạch bỏ những cái giá trị nằm ở bên phải các điểm 5 và giữ lại điểm 5, nghĩa là các em sẽ dùng dấu ngoặc hoặc vuông. Chúng ta sang ví dụ thứ hai. Bất phương trình x lớn hơn hoặc bằng trừ 2 có tập nghiệm là những giá trị x sao cho x lớn hơn hoặc bằng trừ 2. Tập nghiệm này được biểu diễn trên trục số như sau. Đây là trục số. Trừ 2 là số âm cho nên trừ 2 sẽ nằm ở bên trái số 0. Do x lớn hơn hoặc bằng trừ 2 cho nên các em sẽ gạch bỏ những cái điểm nằm ở bên tay trái của trừ 2. Và các em sẽ giữ lại trừ 2, do đó các em sẽ dùng ngoặc vuông. Ví dụ tiếp theo, bất phương trình x bé hơn 4 có tập nghiệm là những giá trị x sao cho x bé hơn 4. Và tập nghiệm này được biểu diễn trên trục số như sau. Các em quan sát trục số, do 4 là số dương cho nên 4 phải nằm ở bên phải số 0. Ở đây x bé hơn 4. Cho nên chúng ta gạch bỏ những điểm nằm ở bên phải 4 và chúng ta không lấy số 4. Do đó các em sẽ dùng ngoặc hoặc tròn. Cô chốt lại tập nghiệm của bất phương trình. Tập hợp tất cả các nghiệm của bất phương trình được gọi là tập nghiệm của bất phương trình. Giải bất phương trình chính là đi tìm tất cả các nghiệm của nó. Bây giờ cô và các em cùng đi vào phần 3 nhỏ. Bất phương trình tương đương. Nội dung ba nhỏ như sau.
hai bức phương trình có cùng tập nghiệm được gọi là hai bức phương trình tương đương. Ở đây, ta dùng ký hiệu tương đương để chỉ sự tương đương đó. Ví dụ, x lớn hơn 4 tương đương 4 bé hơn x. Vì chúng có cùng tập nghiệm, đó chính là những giá trị x sao cho x lớn hơn 4. Các em quan sát hình vẽ. Hình ảnh đây là nhà toán học Cauchy. Ông là một nhà toán học người Pháp. Ông dành những cái phần đời của mình để nghiên cứu về toán học. Và trong thực tế, ở trường phổ thông, các em thường gặp bất đẳng thức mang tên ông, đó chính là bất đẳng thức Cauchy. Và nội dung của bất đẳng thức như thế nào? Đó chính là cho hai số A và B không âm, thì A cộng B phần 2 lớn hơn hoặc bằng căn của A nhân B. Các em hãy thử tìm cách chứng minh bất đẳng thức này nhé. Cô chốt lại nội dung bài học cho các em hôm nay như sau. Đó chính là bất phương trình một ẩn. Nội dung gồm tập nghiệm của bất phương trình. Nội dung tiếp theo là bất phương trình tương đương. Bài học của các em đến đây là kết thúc. Cô xin cảm ơn các em đã theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong chương trình Siêu trí nhớ học đường tiếp theo.